chào tất cả bà con. Hôm nay mời mọi người ăn cóc cùng bọn mình nhá. Đấy, đây là những quả cóc bao tử. Mời mọi người. Ngon mọi người. Bữa ngon. Vậy bữa ngon hơn nhỉ. Bọn kia đâu rồi? Ra đây ngồi quay luôn, về đây ăn luôn. Quay ăn á, 5 miếng đi. 5 miếng đã. Cũng được. Ăn đi, ăn đi. À, ngon mà. Ra đây ăn. Ngon. Ngon mà. Quay đi. Có. Em ơi quay đó. Em đi sắp xếp đi. Đưa áo bố bên bố bên. Mình lấy áo ra xuống đây. Mà ăn cóc này ngon. Ngon mà. Ngon quá. Cái này đẹp hơn. Đấy. Mời mọi người nha, và em bây giờ đang bắn cóc, mọi người nhớ mua ủng hộ nha. Đấy, Trang Trang. Đấy mọi người nha. Mày không lột áo cho tao con này. Ship hàng tận nhà nhé mọi người. Anh cóc luôn anh ơi. Ê. Ở đây. Áo lại trên mặt rồi đó. Người bí ẩn. Ngon mọi người à, muối à. Ăn khổ đấy mọi người.
Nó mang cái bộ quần áo đi dùng mẹ tao. Mà quần mẹ hả Thanh? Mày như là quần tao ấy. Quần của chị nhưng mà nó xin. Chị ở đâu? Ảnh cũng khổ thế mọi người anh ơi. Đau bụng nó xúc xe mặt. Quay thẳng tiếp vào là tao hết. Công sự vô duyên hồi nhẹ như này có lời với người yêu. Kiểu gì cho tụi mình sống. Em về trước rồi. Em cần gì có người yêu. Anh có người. Hết. Mọi người ấy còn rất nhiều cóc nhưng không ăn được nữa đâu. Chua lắm. Thực sự rất là chua. Thôi mình ngưng video tại đây. Chào bà con nhá. Hẹn các hẹn bà con các video tiếp theo nhá. Bye bye. Mật. Ăn đi.